Quang Thảo rất vui được gặp lại quý vị trong phần 3 của chương trình Giật Cách Sổ trên kênh truyền hình FBC. Và trong phần bình luận chuyên sâu, mời quý vị hãy cùng gặp lại anh Hồ Thanh Việt là chuyên viên phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Việt đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, một sự kiện khá là nổi bật của thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay đó là việc cổ phiếu ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam lên sàn. Trước đó thì cổ phiếu của Habico lên sàn cũng đã tạo được một cái hiệu ứng nhất định cho thị trường. Thì không biết anh đánh giá như thế nào về xu hướng vận động của những cái cổ phiếu này trên thị trường trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới ạ? Thì chúng ta có thể thấy là trong phiên giao dịch đầu tiên và hôm nay thì cổ phiếu Cảng Hàng không Việt Nam lên sàn thì đã có một cái mức tăng giá khá là ấn tượng, là mức tăng tối đa là 40% theo cái biên độ quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán khi cổ phiếu lần đầu tiên niêm yết trên sàn Upcom. Thì cái tác động, một cái điểm đáng chú ý của việc tăng giá này là cách đây một năm khi ACV IPO lần đầu tiên thì giá cổ phiếu, giá đấu bình quân của mã cổ phiếu này là mức 14.344 đồng trên một cổ phiếu. Và chốt phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu ACV đã đạt đến mức giá là 35.000 trên một cổ phiếu. Thì tính ra một mức tạm tính là tỷ suất sinh lợi của các cổ đông đầu tư cách đây một năm vào cổ phiếu ACV đã cho ra một cái tỷ suất sinh lợi là 144%. Thì đó là một mức tăng khá là hấp dẫn và có thể thu hút được cái dòng tiền cũng như tạo ra cho các nhà đầu tư trên thị trường một cái cơ hội đầu tư mới, là đầu tư vào những cổ phiếu mà hàng đầu mà doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh đưa lên sàn và cổ phần hóa, cũng như các doanh nghiệp thoái vốn trong nhóm cổ phiếu SCIC. Và trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng cổ phiếu BHN khi lên sàn thì cũng đã có một cái bước đột phá về giá khá là mạnh. Mà bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu ngành bia cũng đã có một cái sóng theo cổ phiếu quanh thời điểm mà BHN lên sàn. Rất nhiều cổ phiếu đã đạt đến mức tăng giá 50-100%. Thì rõ ràng thì câu chuyện xuyên suốt từ đầu năm đến nay cũng như cuối năm 2016 đến năm sau 2017 của thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là câu chuyện thoái vốn của chính phủ tại các doanh nghiệp nhà nước, những doanh nghiệp hàng đầu và có chất lượng tài sản khá là tốt. Sau hai trường hợp lên sàn khá thành công của Habico và Cảng Hàng không Việt Nam là ACV, thì sắp tới thì dự kiến vào ngày 12 tháng 12 thì mã cổ phiếu ngành bia tiếp theo lên sàn là Sabeco. Và mới đây nhất thì Vietnam Airlines cũng đã chốt danh sách cổ đông để dự kiến lên sàn vào tháng 12 tới đây. Thì có thể thấy rằng các sóng của các nhóm ngành liên quan tới những cổ phiếu lên sàn vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì mã cổ phiếu tiếp theo sắp dự kiến lên sàn vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, đó là mã cổ phiếu Novaland. Thì đây là một doanh nghiệp lớn trong nhóm ngành bất động sản, và cái thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp này khá là hầu như được tất cả các nhà đầu tư rất là chờ đợi và chờ đón cơ hội đầu tư vào cổ phiếu này trong thời gian tới. Một sự kiện cũng khá nổi bật trong ngày hôm nay là việc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCC đã tổ chức một cái buổi roadshow để giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu Vinamilk tại SCC. Thì không biết anh đánh giá như thế nào về cái sự kiện này ạ? Thì theo những thông tin cập nhật mới nhất thì trong phiên họp sáng hôm nay thì cái buổi roadshow này thì SCC đã chính thức chốt cái lộ trình cụ thể của việc thoái vốn khỏi Vinamilk, thoái khoảng 9% vào tháng 12 tới đây. Thì vào ngày 2 tháng 12 thì sẽ có một cái chính thức ký kết cái việc thoái vốn khỏi Vinamilk, và từ 23 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 sẽ là quá trình đưa ra một cái mức giá tham chiếu cho cổ phiếu này. Thì Vinamilk là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng là một doanh nghiệp khá là có tài sản và cái doanh thu cũng như hoạt động kinh doanh hàng đầu. Và việc cổ phiếu này được nhà đầu tư trên thị trường kỳ vọng rất nhiều. Việc thoái vốn khỏi Vinamilk được các nhà đầu tư kỳ vọng là một cái sự tham chiếu cho cái việc thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại trong nhóm SCIC dự kiến thoái trong thời gian tới. Thì nếu như Vinamilk có thể
chốt được một cái mức giá bán cao thì sẽ có thể là được nhà đầu tư kỳ vọng tác động tích cực lên thị trường và nhiều nhóm ngành, nhiều nhóm cổ phiếu mà chính phủ có dự kiến thoái vốn trong thời gian tới. Kết thúc phiên ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy là ngay đầu phiên thì Vinamilk nhờ cái thông tin hỗ trợ như thế này đã có mức tăng giá ấn tượng ngay đầu phiên, với duy trì sắc xanh và kết thúc phiên tại mức giá là 138.500 đồng cổ phiếu, với mức tăng là 1.300 đồng cổ phiếu trong phiên hôm nay. Vậy thưa anh, trong bối cảnh mà thị trường chứng khoán vẫn chưa rõ ràng về mặt xu hướng thì với lời khuyên cho nhà đầu tư thì họ nên đầu tư vào nhóm ngành nào trong thời điểm này thưa ạ? Trong bối cảnh hiện nay thì như lúc nãy tôi có đề cập là thứ nhất, nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cơ hội tại những doanh nghiệp thực sự chất lượng, những tài sản tốt của nhà nước thoái vốn trong thời gian tới và đưa cổ phiếu lên sàn. Và thứ hai là có một sự kiện đáng chú ý vào cuối tháng 11 này, đó là vào ngày 30 tháng 11, OPEC sẽ có cuộc họp để chính thức đạt được cái thỏa thuận chính thức sau cái thỏa thuận cắt giảm sản lượng sơ bộ trước đây. Thì theo các chuyên gia thì khả năng rất là cao thì OPEC có thể chính thức thông qua cái việc cắt giảm sản lượng và giá dầu do đó có thể bật tăng lên vùng 55 đô một thùng. Từ đó thì nhà đầu tư có thể xem xét cái cơ hội trong ngắn hạn là đầu tư vào nhóm cổ phiếu dầu khí để đón đầu cái sự kiện quan trọng này. Vậy với những triển vọng của giá dầu trong thời gian sắp tới thì anh có khuyến nghị cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu nào của nhóm ngành dầu khí mà họ nên quan tâm không ạ? Sau cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì hầu hết các doanh nghiệp dầu khí chịu tác động khá là tiêu cực từ việc giá dầu đã duy trì ở vùng khá là thấp một thời gian dài. Thì rất là nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nhóm dầu khí, chẳng hạn như PVD, PVB và PVC báo cáo một cái sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh thu và lợi nhuận. Thì sau những thông tin tiêu cực như vậy thì nhiều mã cổ phiếu có một mức giảm giá khá là mạnh từ cái vùng đỉnh giữa năm, chẳng hạn như PVD đã sụt giảm từ vùng giá 31.000 về 21.000 một cổ phiếu, tương ứng với mức giảm là 33%, hoặc là cổ phiếu PVB đã có một mức sụt giảm là 40%, hoặc là PVC sau khi báo tin lỗ thì đã giảm đến hơn 50%. Tuy nhiên trong nhóm dầu khí thì vẫn có những doanh nghiệp hoạt động khá là tốt, vẫn duy trì được cái nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định, vượt qua được cái giai đoạn khó khăn của giá dầu thấp hiện nay, đó là mã PVT và mã PVS. Thì trong hai mã này, đáng chú ý là mã PVT thì cho đến thời điểm quý 3 thì vẫn duy trì được cái hoạt động doanh thu và lợi nhuận khá là ấn tượng. Và tính đến hết tháng 10 thì PVT đã hoàn thành và vượt mức được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể thì doanh thu của doanh nghiệp này đã đạt vượt hơn 5.000 tỷ đồng sau 10 tháng và lợi nhuận trước thuế đã vượt 450 tỷ đồng, trong khi cái kế hoạch năm 2016 là lợi nhuận trước thuế của PVT vẫn chỉ là 350 tỷ. Thì rõ ràng cái những tác động tiêu cực trong ngắn hạn lên nhóm dầu khí đang tạo ra một cái mức giá thấp đối với một số doanh nghiệp vẫn có hoạt động tăng trưởng tốt, thì đó là cơ hội mà nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư. Và nhấn mạnh ở đây một chút nữa là về mã cổ phiếu PVT. Thì sở dĩ PVT vẫn duy trì được cái hoạt động kinh doanh khá là tốt sau 10 tháng đầu năm, đó là nhờ nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn hoạt động ổn định, tạo ra nguồn thu ổn định cho PVT. Và thứ hai là trong hoạt động vận chuyển hàng hóa thì PVT có một cái sự mở rộng khá là tiềm năng, là doanh nghiệp được tập đoàn dầu khí lựa chọn để vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện. Một điểm đáng chú ý nữa của PVT đó là chỉ số BDI, là chỉ số vận chuyển hàng thô, đã ghi nhận một mức tăng khá mạnh từ 300 lên 1.200 điểm cơ bản. Thì đây là chỉ số được dùng để tham chiếu để tính cái mức cước phí vận chuyển của các hãng tàu và vận chuyển hàng hải trên thế giới. Thì PVT cũng là một doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ những yếu tố như thế này. Và trong sau một thời gian, giá của PVT trên thị trường đã giảm về mức khá là thấp, cũng là gần cái ngưỡng hỗ trợ dài hạn là MA 200. Thì nhà đầu tư có thể xem xét đây là một cơ hội để đón đầu cái sự kiện
OPEC sẽ họp vào cuối tháng. Thưa anh, chúng ta sẽ bàn một chút về nhóm cổ phiếu của ngành ngân hàng. Kể từ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống của Mỹ thì với những cái chính sách của ông hỗ trợ cho cái nền tài chính cũng như là nhóm ngân hàng thì rõ ràng là cổ phiếu của các ngành ngân hàng trên thế giới đã tăng rất là nhanh với kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất trong cái tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, trái chiều với thế giới thì nhóm ngành ngân hàng của Việt Nam thì đang chìm trong sắc đỏ. Anh có thể giải thích rõ nguyên nhân cụ thể là vì sao mà? Tôi nghĩ mà ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì nhóm ngân hàng đang phải chịu tác động từ một câu chuyện khác, đó là câu chuyện nợ xấu và hiện giờ vẫn là khá là nhức nhối. Và các mới đây nhất thì trong vụ đại án Huyền Như thì đã có thêm 10 giám đốc bị khởi tố do liên quan đến nợ xấu trong vụ án Huyền Như. Do đó cổ phiếu ngân hàng trong ngắn hạn vẫn đang phải chịu một cái sự kìm hãm rất lớn từ cái vấn đề nợ xấu. Cũng sau sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ thì chúng ta thấy là ở các thị trường chứng khoán thế giới đã tăng điểm mạnh, đặc biệt là thị trường Nhật với cái việc mà đồng yên suy yếu so với cái đồng đô la của Mỹ. Thì không biết cái việc đồng yên suy yếu này nó có tác động như thế nào tới thị trường chứng khoán của Việt Nam thanh? Thì việc đồng yên suy yếu thì cũng tác động đến một số ngành hoặc là một số mã cổ phiếu đang hiện diện trên sàn hiện nay. Đặc biệt là những mã nhiệt điện thì có cơ cấu nợ vay đồng yên khá là cao. Thì trong đó một mã đáng chú ý là mã PVC. Thì việc giảm giá của đồng yên sẽ tác động là hưởng lợi, PVC sẽ hưởng lợi về mặt tỷ giá. Tuy nhiên đây là một tác động, tôi nghĩ là một tác động ngắn hạn và không bền vững. Nó không ảnh hưởng trực tiếp hoặc là ảnh hưởng đến bản chất của hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Do đó thời gian này cũng PVC thì cũng chưa phải là một cái sự lựa chọn đầu tư bền vững, mà nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội thay vì đầu tư vào nhóm nhiệt điện, có thể dần xem xét cơ hội đầu tư tại nhóm thủy điện. Bởi vì nhóm thủy điện hiện giờ sau cái thời kỳ tác động khó khăn của hiện tượng El Nino đang bước vào một cái chu kỳ hưởng lợi từ cái hiện tượng La Nina và được dự báo sẽ là tiếp diễn trong quý 4 năm nay và quý 1, quý 2 đầu năm sau. Thì với việc diễn biến là nhiều cổ phiếu cơ bản đã có một mức tăng giá khá là mạnh rồi, thì việc nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội dịch chuyển cơ hội đầu tư qua những nhóm cổ phiếu thủy điện với mã cổ phiếu có giá trị sát với giá trị sổ sách và có mức PE tương đối là hấp dẫn để đón đầu một cái xu hướng hưởng lợi trong cái ngành thủy điện sắp tới. Xin cảm ơn phần trao đổi của anh ạ. Phần phân tích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.